Xin mến chào tất cả các bác. Như yêu cầu của các bác thì thời gian vừa qua em vừa nhập thêm khoảng độ 100 đôi pin. 100 đôi pin DLP các bác nha. Nguyên tem các bác nha. Daily Power này, chính hãng Trung Quốc các bác nha. Thì những cái đôi pin này thì nó có dung lượng rất là cao. Những bác mua hàng của em rồi thì các bác ấy cũng đã biết rất là rõ vì cái hàng này của em. Hàng pin dung lượng 3.300 các bác nhé. 3.300 các bác, 3.300 mAh các bác có thể chạy được, xem nào. Nếu mà chạy được thì phải chạy được tầm 5 tiếng các bác hát liên tục. 5 tiếng các bác hát các bác nhé. 5 tiếng các bác hát liên tục. Đấy, thoải mái các bác hát 5 đến 6 tiếng. Đấy. Với đôi này em đang bán là 120.000 một đôi pin. Hai đôi pin là 240.000 chưa gồm bao ship các bác nhé. Thì thật ra là em bán theo nhu cầu của các bác, là các bác muốn mic mic của em, mua UGX10 của em. Thì đây. Đây UGX10 của em đây. Các nhu cầu của các bác mua UGX10 rất là nhiều. Em bán rất nhiều UGX10. Thì các bác có nhu cầu lấy pin kèm thì em kèm pin cho các bác. 120.000 một đôi chưa gồm bao ship. Thì thật ra là pin này em bán, em thật sự là bán cho các bác để mà các bác đầy đủ để cung cấp nhu cầu thôi, chứ em cũng không lợi nhuận cái này là mấy đâu. Thật sự với các bác là thế, vì viên pin nó dung lượng rất cao mà bán giá rất rẻ. Các bác mua bên ngoài ấy, những đôi pin nó chỉ 2.500 thôi, mà 2.500 mà nó vẫn có giá là 150 đến 170 một đôi. Không thì cũng bình thường, em thấy là tầm 120 đến 150 đến 170 một đôi. Nhưng mà con này 3.300 các bác nha, mà em chỉ bán 120.000 thì các bác là biết là nó như nào rồi. Còn về pin này thì nhà sản xuất nó khuyến cáo là sạc được 1.200 lần. 1.200 lần có nghĩa là như nào, ngày nào các bác cũng sạc thì nó tuổi thọ được 3 năm tầm đó. Còn đâu như em bảo hành cho các bác 1 tháng thì pin lỗi hay không là biết ngay ấy mà. Lỗi thì nó sẽ lỗi ngay, thường thì chả có lỗi luôn. Đây rồi, còn đây là cái dây sạc của nó, hàng Trung ương Trung Quốc các bác nha. Tất cả đây, nguồn sung các bác nha, điện nào cũng sạc được hết, 110 đến 220 V, điện nào cũng cũng sạc được hết. Để dỡ cái nó ra. Con pin sạc này nó có một đặc điểm là đầy pin thì nó sẽ ấy lên cho các bác. Đầy pin nó sẽ tự ngắt. Nó sẽ có đèn báo pin. Đèn báo pin đầy và đèn báo pin yếu. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Thì các bác biết là bên Trung Quốc ấy, nó chạy điện là 220V 50Hz. Về Việt Nam là 60Hz, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến cái đấy đâu. Đấy. Nó không 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 ảnh hưởng đâu. Cái này nó sẽ có hai đèn báo, một đèn đỏ và một đèn xanh. Một đèn đỏ là báo pin đang sạc. Đèn xanh là nó sẽ tự ngừng, không sạc nữa. Một cái đốc pin em đã bán là 120.000 một đốc. Bằng bằng giá của một cái ấy. Bằng giá của một đôi pin, một sạc thì bằng giá một đôi pin. Nếu mà bác nào lấy như là nhiều bác lấy mic của em này, nhiều bác lấy UGX10 của em này, thì em đang bán thì là cứ các bác lấy một đôi, một bộ mic thì lấy hai đôi pin và một đốc sạc thêm 360.000 nữa vào là các bác dùng thoải mái luôn. Đây cũng không có nhiều, em lấy mỗi một đợt em lấy về có 100 đôi thôi. Thực ra là nó cũng không nhiều đâu. Mỗi cái này thì nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này là 4 đôi. 4 đôi pin. Thoải mái luôn các bạn. Được 5, 6 tiếng thì thoải mái các bạn. Đấy, còn ngoài ra em có UGX10. Em bán rất nhiều UGX10 rồi. Dòng cao cấp luôn. Dòng xịn. Rất nhiều UGX10. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào các bác. Thì bác nào có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho em nhé. Alo trực tiếp cho em 01657 159662, 0943 687 690. Rồi, pin.
Rất nhiều hàng các bác nhá. Canon tặng theo vang cho các bác này. Canon tặng theo vang. Bác nào mua vang thì em tặng một cặp Canon chuyển xuống âm ly hoặc cục đẩy. Đây là Canon xuống cục đẩy, Canon sang Canon. Còn đây là Canon sang hoa sen. Đây là hàng tặng. Em chỉ tặng các bác nào mua vang của em thôi. Còn không mua vang thì các bác thông cảm giúp em. Cứ 100.000 một đôi. 100.000 một đôi này. 100.000 một đôi dây Canon. Đấy cũng thế, 100.000 một đôi. Còn các bác mua vang thì em tặng. Rồi, ok, cảm ơn các bác. Chào các bác.